Ai? Ai cái gì? Tao anh, chả ai cả. Anh em gì mày? Hả? Uầy, này đẹp dai nhờ. Tóc tai vuốt vuốt các thứ. Ôi. Đẹp gì đâu anh? Tao khen không được à? Hả? Không được khen à? Mày có thấy ai sau lưng tao? Chị ạ. Chị ơi, tuần trước không phải em đưa cho chị tiền bảo hiểm thân thể một tháng rồi cơ à? Tuần này phát sinh thêm quỹ quyên góp cho học sinh nghèo vượt khó. Em nhớ. Quỹ mới à chị? À mà trường mình làm gì có học sinh nghèo đâu à? Học sinh nghèo là chị mày đây. Mày nhiều lời thế nhở? Thế bây giờ có đóng không? Đóng không? Dạ có. Nhanh lên! Nhanh! Ui, đưa tất đi. Vào lớp đi. Vào lớp. Nhanh ạ. Chị ơi. Ngon nha. Anh ạ. Tốt. Tiến bộ như thế là rất tốt nhá. Dạ. Ừ đấy. Bảo đây. Chị Quỳnh nhá, là chị thương mày nhất trường đấy, nên mới muốn anh giảm béo, mày hiểu không? Nhưng mà tao bảo, chưa sáng ra mà đã nốc cả cái đống này vào mồm ấy, không gầy được đâu, nhá. Dạ. Ăn ít thôi, hiểu chưa? Hả? À, hay là mày muốn tao làm PT riêng cho mày trong cái bộ môn gọi là rèn luyện thân thể leo cây, à, thì hôm sau đóng thêm tiền cho tao, nhá. Dạ. Ừ. Vâng. Ừ, thế thôi mà. Thế nhưng mà dạ, cái ghế này chật ấy nhỉ? Ủa? À dạ vâng. Vâng em biết rồi ạ. Vâng. Vâng à? Em xin phép anh chị ạ. Ờ. Vâng. Đi à? Dạ vâng em xin phép ạ. Ờ thế đi nhá. Vâng. Ừ. Chị. Chị Đà chưa tập chúng em ạ. Ờ thì đúng thế. Vâng. Sáng nay cần bàn bạc về một số kế hoạch. Từ ngày hôm nay sẽ bước vào cuộc chiến đại ca học đường trong khu vực, nên tất cả chúng ta đều phải sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Rõ chưa? Rõ. Phải giữ nguyên vị trí số 1 trong một vài năm tới. Chị Quỳnh vô địch. Của tiểu thư thì buổi sáng tiểu thư sẽ có 5 tiết học ở trường ạ. Còn buổi tối lịch học piano của tiểu thư sẽ được chuyển sang ngày mai nhé ạ. À, đến giờ uống nước rồi. Cứ 20 phút một lần, tiểu thư uống chút nước này giúp em nhé. Chịu thôi. Uống vào uống nôn lắm. Từ sáng đến giờ tôi đã phải uống bao nhiêu loại thuốc rồi đấy. Một ngày mà tiểu thư không uống hết 4 chai nước này là bà chủ trách phạt em đấy.
Tiểu thư giỏi quá. Tiểu thư cố lên để tối nay chuẩn bị cho việc đại sự nhá. Đã đến ngày rồi đấy à? Vâng ạ. Tối nay tiểu thư sẽ được đi gặp thiếu gia Tuấn, con của chủ tịch tập đoàn ABA danh giá. Tiểu thư có vui không? Là em nhá, thì em sẽ vui nguyên một ngày mất. Ôi ôi, tiểu thư ơi, tiểu thư không biết đâu nhá, thiếu gia Tuấn nổi tiếng là giàu có và siêu đẹp trai luôn. Giá mà tôi được nhường cho Thùy Anh thì tốt biết mấy. Tiểu thư cứ đùa em. Em là đũa mốc mà. Em chỉ là con cái của quản gia thôi, thì làm sao mà dám tròi mâm son ạ? Chỉ có tiểu thư danh giá thì mới xứng đáng với thiếu gia Tuấn thôi. Tiểu thư cố lên, tiểu thư phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy nhá. Nếu như mà tiểu thư không hoàn thành xuất sắc thì chắc bà chủ đuổi việc cả nhà em mất. Gì đấy? Nhìn kìa. Này mày, tránh xa cái con đi ra. Tao nhìn cái điệu bộ ngoan hiền giả tạo kiểu thiện nữ u hồn của nó làm tao buồn nôn lắm. Thế mà sáng sớm ra đã dính ngay phải vía ẻo lả rồi thì đánh đấm cái mẹ gì nữa? Đánh đấm cái mẹ gì nữa? Mà này, kể cũng lạ nhá. Nhà con này nhá, giàu nứt đố đổ vách ra mà chả bao giờ thấy chị Quỳnh gọi là chấn lột đồ nó nhỉ? Mày điên à? Tao là đầu gấu, tao cũng phải biết thương người chứ. Chúng mày nhìn nó xem, yếu ớt, xanh rớt như kiểu là có bệnh nan y á. Mà tao thấy suốt ngày nó có cái con... Thùy Anh. Con Thùy Anh. Ô xin, với lại là cái đám vệ sĩ suốt ngày kè kè đi theo áp giải như kiểu tù trung thân á. Chúng mày không thương nó à? Không thương nó à? Thế mà tao lại cứ tưởng tại nhà nó gọi là cơ to, với mẹ nó là cái gì nhỉ? Hội trưởng hội phụ huynh, cầm quyền tài chính, thao túng cả cái trường này. Nên chị Quỳnh không dám động vào, kiểu sợ đuổi học. Sợ kiểu mất chỗ làm ăn. Nay mà ăn phải gan hù mà hiếu hả? Đâu mà dám bóc mẽ tao? Dám nghi ngờ lòng tốt của tao hả? Như nào đấy? Thôi chị rộng lượng, chấp gì kẻ tiểu nhân như em đúng không? Thế đúng rồi nhỉ? Bỏ tay ra nó. Ở đất đi thôi. Trời ơi, tiểu thư xem con gái con lứa cái kiểu gì á mà chân đi hai hàng, cứ khệnh khà khệnh khạ, xong rồi còn nói chuyện bằng nắm đấm nữa chứ. Cái lũ đấy á xứng đáng bị đuổi học 10 lần. Thôi kệ đi, để ý làm cái gì. Tốt nhất á là mình nên tránh xa ra cho đỡ phải gặp rắc rối. Dù sao thì các bạn ấy á chắc là cũng chỉ cố gắng lên tấm bằng cấp 3 rồi ra trường làm những công việc đơn giản giống như kiểu là lao động phổ thông thôi. Nên giờ mà bị đuổi học á chắc là cũng tội nghiệp lắm đấy. Ôi, tiểu thư suy nghĩ thật là sâu xa và bao dung quá đi à. Ôi nhưng mà càng nghĩ càng ghét nhá. Cái lũ đấy á đúng là không biết thân phận. Em không thấy là các bạn ấy cực kỳ đáng thương à? Bây giờ đầu gấu đầu mèo, tác quái rất là nhiều. Thế nhưng mà cũng chẳng được bao lâu đâu. Sau này ra đời lao động vất vả, cuộc đời sẽ dạy cho các bạn ấy biết phải cúi luồn trước những người có quyền lực nó sẽ như thế nào đấy. Wow, hôm nay em hơi bị bất ngờ về tiểu thư đó nha. Xuất sắc. Em cũng sẽ học hành thật là chăm chỉ. Sau này em thành đạt rồi em cười vào mặt chúng nó. Thank you.
chạy nhanh, quyết đấu rồi. Sao anh biết đấy? Mày nhìn chị nhanh nhanh kia mày còn hỏi à? Nhanh. Ôi. Ô, chị, sao đấy chị? Tôi chết tao rồi. Hả? Mày ra căng tin. Căng tin. Mua cho tao cái ấy. Hả? À, cái ấy. Ấy là cái gì ạ? Cái nào ạ? Khổ quá. Tao bị rụng râu nhanh đi. Rụng. Ôi trời, chị ơi, chị trồng râu trong người sao lại rụng lung tung thế được? Ôi trời, uầy, anh Hiếu đúng là phát triển tứ chi còn đầu óc thì ngu si. À, em nhầm. Ý em nói là anh Hiếu là người chưa có kinh nghiệm về con gái nên là không biết. Lại đây em bảo. Nói. Đây này. Rồi. Nhanh đi. Mất thời gian quá. Đây để em ra cơ tin mua luôn nhá. Dụng dầu bây giờ này. Ê anh Hiếu. Riêng cái khoản này em là chuyên gia rồi. Có nhiều loại lắm. Loại có cánh không có cánh. Anh hỏi chị xem gu chị là loại gì. À gu loại gì à? Vâng. Hỏi. Cánh không được. Cánh chị bày mất chết. Chờ tao 5 phút. Tao ra. Này. Con này không sợ trời không sợ đất. Sao có loại mày á? Chờ một lát. Loại nào cũng được, nhanh đi. Ôi, nhanh đi, em đi mua luôn ạ. Đi đi. Hiếu. Dạ. Cho hai cái thằng này ra câu giờ. Ra câu giờ. Mày mua xong rồi mang vào nhà vệ sinh của tao. Nhanh. Ok ạ. Đi. Ôi. Bị cái lúc nào cũng bị. Bị ngay cái lúc này. Tiểu Thư. Tiểu Thư ơi. Ô, em có điện thoại ạ. Ô, Tiểu Thư ơi, bà chủ gọi ạ. Alo mẹ à? Hôm nay là ngày con xem mắt với cậu Tuấn. Con muốn làm sao thì làm. Nhưng mà đừng để chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng tới công ty, tới bố của con. Ngoan ấy, thì cái gì con cũng có. Còn nếu như mà con chống đối thì hậu quả như thế nào chắc mẹ không cần phải nói nữa đúng không? Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Chị cứ cố lên. Tiểu Thư chỉ cần đến đấy, mỉm cười và mỉm cười là được ạ. Còn đâu, mọi chuyện đã có em và ông bà chủ lo rồi. Từ trước đến giờ, tôi ăn gì, tôi mặc gì, tôi cũng không có quyền quyết định. Nên bây giờ tôi không vui, tôi cũng vẫn phải tươi thôi. Thôi, chị vào trong chuẩn bị đi không lại muộn đấy. Hôm nay chị mà làm không tốt thì em ăn cơm cho nước mắt đấy. Tiểu Thư cứ vào trong chuẩn bị đi. Em ở ngoài này đợi. Có gì chị gọi em ngay nhá. Sao lại bị đèn đỏ cái lúc này. Ước gì bây giờ biến thành người khác thoát khỏi cái chuyện này. Ước gì tôi có thể biến thành người khác để không phải sống một cuộc sống như thế này nữa. Quái lạ nhỉ. Trời nắng chang chang mà lại có sấm nhỉ. Thôi kệ đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chị Quỳnh ơi. Chị Quỳnh. Chị sao đấy? Ôi này còn đánh đấm cái gì nữa. Chưa đánh đã say rồi. Ôi khổ không nhỉ. Nào cố tí em nữa rồi mày kìa. Ôi nào ăn cái quái gì mà nặng chế cả. Ôi nào cố đi nào. Được không? Được không? Ôi trời ơi chết tôi không như thế. Chắc là do uống thuốc của bà chủ không đúng giờ chứ gì. Để em đưa Tiểu Thư đi nhá. Đi. Ôi chết tôi không chứ gì. Sắp đến đỡ không được rồi. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Đấy, đúng rồi. Nhẹ nhàng tình cảm. À. Rồi. À, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ôi, tự nhiên lăn đúng đấy, đùa chết rồi. Rồi, chị đỡ chưa? Tôi còn hơi đau đầu một tí. Cảm ơn anh. Cảm ơn.
Mà chị biết cảm ơn cơ á? Ôi dồi. Mà chị như thế này có đánh đống nữa không anh? Đánh gì? Đánh ai? Không cười nhờ. Chị bị sét đánh chị mất não rồi à? Thôi. Cái Thùy Anh đâu? Thùy Anh đâu? Thùy Anh nào? Đàn em mình làm gì có đứa nào tên Thùy Anh đâu kìa. Đâu? Chúng nó đâu? Tưởng trốn nó xong à? Ngon lúc nào? Ui. Ui dồi. Ui dồi. Ui, toàn của chị Quỳnh ơi. Hai thằng đàn em của mình bị chúng nó xử gọn rồi. Chị có đánh được nữa không đấy? Hả? Đánh ai? Tôi có đánh ai bao giờ đâu. Ui dồi. Chị Quỳnh ơi, chị đùa em đấy à? Mà thôi, không đánh được ạ, thì chuồn, nhá, đi. Anh đưa tôi đi đâu? Đi đâu đi, trốn chứ còn đi đâu nữa. Chị rụng râu thì mất máu nhiều, chị bị ngáo à? Thùy Anh ơi. Thùy Anh cái gì? Nhanh thôi, chết cả lũ bây giờ. Anh làm gì? Chúng mày đi tìm nó đi. Hôm nay tao phải cho chúng nó biết ai mới là chị Đại Liên Trường. Đi tìm chúng mày. Tiểu thư, chị dậy đi. Tại tao mệt quá nên tao ngủ thiếp đi mất. Mà mày, mày là con Thùy Anh, người hầu con Thảo đúng không? Tao cảm ơn mày nhá. Cảm ơn mày vì đã giúp tao một pha nguy hiểm. Giờ mày làm ơn, mày đưa tao ra cổng sau của trường để tao gặp đàn em tao cái. Từ nay đến giờ chị nói gì đấy? Em không hiểu. Ui giời ơi. Mày là người hầu quán Thảo. Mày sống trong nhung lụa cùng với nó từ lâu rồi. Thì mày làm sao hiểu được tao? Tao với mày là hai người, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thôi mày bảo lái xe, lái tao ra cái. Ui em không cần biết. Hôm nay tiểu thư muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tiểu thư phải đi đến nhà hàng với em. Chị mà không đi là em chết đấy. Cái con này, mày nói cái gì đấy? Tiểu thư nào? Mày có thích đe dọa tao không? Tao đấm vào mắt bây giờ. Ui em xin chị đấy tiểu thư ơi. Đấy, đến nhà hàng rồi đây này. Anh Dương ơi, anh đưa chị ấy xuống giúp em với ạ. Hôm nay em có chết thì cũng phải đưa chị đi. Khổ quá. Chúng mày dắt tao vào đây làm cái gì? Tiểu thư đi vào đi. Chị đã hứa với em rồi mà. Cái bọn thần kinh này, chúng mày đưa tao vào đây làm cái gì? Chị ngoan ngoan ngồi ở đây đi. Lát nữa chị không cần phải nói gì cả đâu nhá. Ơi con điên này, đưa tao rời khỏi đây. Tao phải đi đấm nhau. Chị nói linh tinh cái gì đấy? Em không cần biết, chị không thích thì vẫn phải ngồi ở đây. Thôi chị ăn đi, không tí nữa lại tụt huyết áp rồi đấy. Đồ ăn à? Ăn được không? Vâng, tất cả là của chị mà. Mà này, cái này có mất tiền không? Không ạ. Đây có phải cô chủ chúng ta không đấy? Em không biết. Bình thường chị ấy uống mỗi nước lọc với cả ăn hoa quả súng qua ngày thôi. Mà thế nào hôm nay ăn như lợn ạ. Xin chào thiếu gia Tuấn ạ. Cô là Thảo, tiểu thư của tập đoàn VG. Mày hỏi ai đấy? Thiếu gia hỏi tiểu thư đấy ạ. Thiếu gia? Thiếu gia là thằng nào? Mà này, từ nãy tới giờ mày gọi tao là tiểu thư, mà mày lại là người hầu con Thảo. Thế có nghĩa là mày điện thoại tao xem nào. Dạ. Mà đây. Dạ. Đây ạ. Cái gì này? Tao là Quỳnh, không phải là Thảo đâu. Chúng mày nhầm rồi, tao là Quỳnh. Tiểu thư nói linh tinh cái gì đấy? Cô chủ,
Em nghe nói tiểu thư của tập đoàn BJ ốm yếu lắm. Thế mà hôm nay không chỉ ốm yếu mà như nó bị tấn kinh anh ạ. Tiểu thư bình tĩnh đã. Hóa ra là một con điên à? Này, thằng kia, mày bảo ai là con điên đấy? Thì làm sao? Hả? Mẹ kế của cô đúng là nham hiểm thật. Định gả cho tôi một đứa con gái vừa ốm yếu, vừa điên điên khùng khùng thế này á? Tôi đâu có ngu. Mày Ôi, chị làm gì đây? Sao chị lại đấm người ta? Đấy á, là cách tao dạy một thằng lên mặt đấy. Thằng kia, mày đừng cậy mày là thiếu gia mà mày lên mặt nhá. Ui. Kể cả mày có là lão đại gia đi chăng nữa thì cũng đừng lên mặt với tao nghe chưa? Cô nhớ mặt tôi đấy. Tôi sẽ không để cô yên đâu. Chị làm cái gì đây? Chị có biết đấy là thiếu gia của tập đoàn AB không? Đến rồi à? Chị ơi, đám quân phương tiện chặn đường mình rồi. Chị nhắm xem, chị em mình chơi lại được chúng nó không hả chị? Đánh nhau á? Tôi có đánh nhau bao giờ đâu. Có cái gì đấy? Sao lại có đánh nhau? Quỳnh, tưởng thế nào? Hóa ra là sợ tao quá nên trốn à? Hôm nay là ngày tàn của chúng mày rồi. Bạn ấy nói gì đấy? Tôi có phải là Quỳnh đâu. Ơ kìa. Ôi dồi ôi, chị ơi, sao đến giờ này chị vẫn còn đùa được nhở? Chị không là Quỳnh chắc em là Quỳnh à? Ôi dồi. Nhưng mà tên của tôi là Thảo mà. Thảo nào? Ơ, tôi là Thảo Mai. Thảo, ôi kìa. Ôi đây, chúng mày. Ây ạ. Mày định làm gì không Quỳnh hả? Không chạy thoát của tao đâu. Con kia, tao cấm mày được quay đây. Tôi nhìn cô, được đánh người mà. Chúng mày nghe thấy gì không? Nó vừa xin xỏ tao kìa. Bất ngờ đấy. Thế là công nhận sức mạnh của tao chưa? Từ bây giờ trở đi, có dám đua đòi tranh chức chị này lên trường của tao được không? Hoàn lắm. Nói đi. Nói. Chị Quỳnh. Nói gì? Tôi, chị Đại Thúy Quỳnh, xin cắm rơm cắm cỏ lại chị Phương là chị đại của các chị đại. Từ bây giờ trở đi, tôi chỉ là một con tép. Tôi không dám tranh chức chị đại lên trường với chị Phương nữa. Hiểu chưa? Nói. Tôi là chị Đại Thúy Quỳnh. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lại cô. Ôi, chị Quỳnh ngoan lắm. Bây giờ như thế này nhá, tiền chuộc là 10 triệu, ngày mai chúng mày nộp cho tao. Nếu không, tao sẽ up clip này trên mạng xã hội để xem đàn em của mày sẽ nghĩ gì về chị đại của chúng nó. Chị Quỳnh, chị có sao không? Chị làm sao đây? Bình thường chị có xin ai bao giờ đâu. Có thua chị cũng không đầu hàng mà. Chị sao đây? Tôi không phải là Quỳnh. Tên tôi là Thảo. Con gái của chủ tịch tập đoàn BG. Anh làm ơn tin tôi đi. Ôi trời. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Đi với tôi đến địa chỉ này, vệ sĩ và trợ lý của tôi sẽ nhận ra tôi. Tao nói rõ là chúng mày nghe một lần nữa này. Tao là Đỗ Thúy Quỳnh, chị đại trùm trường. Tao không phải là Thảo tiểu thư thích gì của chúng mày hết, chúng mày nghe rõ chưa? Cho nên là chúng mày nghe cho kỹ. Nghe xong ạ thì thả tao ra, tao về. Ôi, chị không được đi. Hai cái đứa này, sao chúng mày cứ thế nhỉ? Tao đấm cho mỗi đứa một cái ạ, mù mắt luôn đấy. Huy Anh. Huy Anh, em nhận
Thảo mà. Yếu, tao bị hoán đổi thân xác rồi. Tao là Quỳnh đây, tao là Quỳnh. Chị bị hoán đổi thôi, bây giờ phải làm sao hả em? Còn bị người ta đánh nhầm nữa, rồi làm sao? Em nhận ra đi không? Nếu mà cả hai người đều đã khẳng định là mình đã hoán đổi thân xác cho nhau ấy, thì chứng minh đi. Ờ, đúng rồi, chứng minh đi. Thằng Hiếu, có phải là sinh nhật tao năm ngoái mày đã đánh rắm làm con chó nhà tao mất xỉu không? Cái này sao, có đúng không? Này, có cần phải nói ra cái bí mật đấy không? Tao không nói á thì mày có tin tao đâu. Với lại nhá, mày cũng bảo tao giữ bí mật cái chuyện mà mày hay đá dầm vào mùng 10 hàng tháng nữa. Đấy, đúng chưa? Như thế đã đủ để chứng minh chưa? Ôi, thôi, chị không cần phải nói nữa đâu. Thế thì chị đúng là chị Quỳnh của em rồi, nhá. Ê, ông bà, hàng nhà tôi, nhá. Của tôi. Ê. Không được, em phải kiểm chứng tiểu thư nhà em đã chứ. Thùy Anh, có phải em định để dành tiền mua đôi giày và cái váy trắng để đi ăn cưới cuối tuần này không? Em còn có nốt ruồi cách rốn 3 phân nữa, đúng chưa? Ôi, chuyện này có mỗi em với tiểu thư nhà em biết thôi đấy. Sao chị lại biết? Có cần chị phải kể thêm không? Về việc em ăn vụng gà rán của mẹ kế mua cho chị hôm trước ấy. Thôi, đủ rồi ạ. Em tin rồi, nhưng mà... Ủa? Thế là cái chuyện mà hồn thì hồn tiểu thư, da lại là da chị Đại, thế là có thật à? Thôi luôn, hỏng luôn. Hỏng rồi. Sao? Có gì mà mày cứ phải sồn sồn lên thế? Chị không biết đâu. Nãy đám con Phương Tẹt nó chặn đường mình, thế là cái con bánh bèo vô dụng trong cái tân xác của chị này, nó cầu xin, nó van xin tha mạng cho nó, rồi nó còn xin để cống tiền cho chúng nó nữa chị ạ. Cái gì? Có chuyện đấy thật á? Vâng. Tiểu thư ơi, vừa nãy cô này còn đấm cả vào mặt thiếu gia Tuấn cơ. Em còn đang không biết tôi nói chuyện với ông bà chủ như nào đây này. Đánh nhau á? Này, sao cô làm thế? Tao ra tay như thế á là còn nhẹ đấy. Tao mà vung tay hết sức á, nó còn gãy mũi luôn đấy chứ. Thôi, không bàn cái nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để cả hai trở về thân thể của mình. Nhưng mà không phải cứ muốn là được đâu. Thôi bây giờ em đề xuất như này. Trước khi mà tìm ra cách ấy, thì cả hai người phải tìm cách thích nghi để sống trong hoàn cảnh của nhau cái đã. Không, chỉ cần một người nữa biết thôi là cả hai chị bị tống vào trại tâm thần đấy. Đúng. Con này được này. Con đồ xin tổ nhìn thông minh phết. Được, nó nói đúng đấy. Sau khi đôi bên đã bàn bạc và thống nhất, thì đây là bản cam kết của hai người. Trong khi mà chưa tìm ra cách nào để hoán đổi lại thân xác cho nhau, thì hai người sẽ phải chấp nhận sống trong cơ thể của người kia mà không gây ra bất kỳ tổn hại gì. Cụ thể như sau. Chị Đại Thúy Quỳnh phải học giúp đỡ đóng giả giống hệt tiểu thư Thảo, phải học nữ công gia chánh, công, dung, ngôn, hạnh để gia đình không nghi ngờ, và phải hẹn hò với thiếu gia Tuấn với tư cách là một người vợ sắp cưới ngoan ngoãn. Còn tiểu thư Thảo cũng phải cam kết tập luyện sức khỏe, tập đánh nhau, chửi bậy, đặc biệt là phải đấm được bọn Phương Tẹt để giữ danh hiệu chị Đại cho Quỳnh. Đặc biệt để có thời gian hòa hoãn thì tiểu thư Thảo đây sẽ đứng ra đền bù 10 triệu đồng như đã hứa để đút mõm bọn Phương Tẹt, để nó câm họng, không tung ra clip bôi cho chát chấu chị Đại Thúy Quỳnh. Sau đó sẽ tập luyện đấm nhau để phục thù sau. Giao kèo hai bên sẽ được ký và thực hiện ngay lúc này. Cả hai bên có đồng ý không? Chị Đại, em bảo này,
chủ mà về nhá. Bà chủ có hỏi bất kỳ cái gì thì chị cũng phải nhìn mắt em mà trả lời, rõ chưa? Chị tuyệt đối không được cãi lại bà chủ. Chị chỉ cần nhịn nhục một tí này, nghe lời thì cái gì cũng có. Chịu, tính tao á, nó sẵn như vậy rồi, láo nháo nhá. Ok. Ôi giời ơi, em xin chị đấy, chị nhịn nhục đi cho em nhờ. Chị cứ coi như đây là việc nhẹ lương cao đi. Cái số tiền tiêu vặt của tiểu thư nhà em á, chị sẽ được toàn quyền sử dụng. Mỗi ngày bao nhiêu đấy? Tiểu thư nhà em vẫn còn đang đi học nên là chưa phải tiêu gì nhiều. Mỗi ngày á, xương xương tiểu thư nhà em được phát có 1 triệu thôi. Còn nếu như mà muốn tiêu gì thì quẹt thẻ ạ, maximum là 20 triệu. Ba chủ duyệt ạ. Ok, nhận luôn. Giời ơi, bình thường ở trường nhá, ta bắt nạt với lại chấn lột tiền ạ, cũng được có mấy trăm nghìn thôi. Ở đây ạ, vừa được phục vụ này, ăn sung mặc sướng, lại còn có cả vệ sĩ nữa. Ui, xe hơi đưa đón, tội gì mà không làm. Hời quá đấy chứ. Ok, tao nhận luôn. Thảo, con đã làm gì trong buổi xem mắt? Con có làm gì đâu mẹ, vẫn như bình thường mà. Mẹ không cần biết con đã làm gì trong buổi xem mắt, nhưng mà cứ thế mà phát huy nhá. Mẹ cũng không ngờ cậu Tuấn Thiếu Gia nổi tiếng kênh kiệu khó chiều, thế mà nay lại tỏ vẻ muốn tiếp tục hẹn hò với con đấy. Đây cũng là một tín hiệu tốt, cứ thế mà phát huy nhá. Na 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 na. Thế quái nào, hắn ta bị điên hay sao nhỉ? Hay là lại kiếm cớ trả thù mình đây. Toàn rồi. Ôi, bây giờ làm sao nhỉ? Đang nắng chang chang thì tự nhiên mưa. Tôi hết à? Đây là nhà chị Quỳnh à? Đúng rồi. Để lát tạnh mưa thì tôi về tôi lấy chìa khóa mở cửa đâu nhá. Ngồi tạm. Từ nhỏ đến giờ chị Quỳnh chị ở với bà ngoại, bố mẹ chị ấy trốn nợ về vào Nam, mà may cho cô đấy nhá. Là mấy hôm nay ấy, bà ngoại chị Quỳnh ở trong viện để chăm gì chị ấy ốm, chứ không gặp chuyện này á, không biết xử lý như nào. Thế nghĩa là tối nay tôi ở đây một mình á? Cái gì nữa? Tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Ở dân nó khắc quen nhá. Có gì cứ gọi tôi, nhà tôi ngay sau ấy, cách mỗi bức tường. Không được đâu. Từ nhỏ đến giờ tôi quen có người ở bên cạnh bảo vệ rồi. Tôi không ngủ một mình được đâu. Hay là anh ở lại với tôi nhá. Hả? Gì? Tôi sẽ thuê anh là vệ sĩ tạm thời. Dù sao thì nhà anh cũng ngay bên cạnh, anh với chị Quỳnh cũng chơi thân với nhau mà. Thì nhưng mà cô phải hiểu là bình thường giờ này mà tôi chưa về, chị Quỳnh chú anh bỏ mẹ tôi rồi nhá. Mà tôi không về bố mẹ tôi nghi ngay. Tôi xin anh đấy, anh về nói chuyện với bố mẹ được không? Tôi không ngủ một mình được đâu, với lại tôi cũng hơi sợ bóng tối nữa. Đi nhá. Cô sặc rối quá đấy. Đi. Thôi được rồi. Thế thì để tôi về tôi bảo bố mẹ tôi ấy là hôm nay bà ngoại chị Quỳnh đi vắng, rồi tôi sang trông nhà giúp. Đấy, thế đi. Cảm ơn anh. Sao đây? Không. Ngớt mưa rồi, anh đi đi. Nhà. Ngớt mưa rồi. Thôi được rồi. Để tôi về tôi lấy chìa khóa, xong rồi tôi xem có gì ăn thì tôi mang sang cho nhá. Tôi cảm ơn. Anh tốt với tôi quá. Đợi tí. Bình thường ấy, chị Quỳnh chị oánh chửi mình như kiểu phim Hồng Kông ấy, nay tự dưng ngọt ngào như phim Hàn Quốc ấy.
nhộn nhạo hết cả người. Đợi tí nhá, về lấy chìa khóa. Chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Mong rằng ngày mai thức dậy, mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ. Dậy đi tập thể dục, nhanh lên. Ôi trời ơi chị ơi, 4 giờ sáng, gà nó còn chưa gáy sáng nữa chị. Chị không nghe câu, què chân là đá bóng, tóp má là điền kinh, mà chết bất thình lình á là thể dục buổi sáng đấy. Bây giờ ạ, thì tôi biết lý do vì sao mà tiểu thư nhà cô á lúc nào cũng gầy gò ốm yếu rồi. Bởi vì á, có chịu rèn luyện thân thể gì đâu. Người lúc nào cũng như cỏ hương á, chả có tí cơ bắp nào cả. Còn cả cô nữa, dậy đi tập thể dục. Thế thì chị không biết rồi. Tiểu thư nhà em ốm yếu á là bởi vì từ nhỏ đã thế rồi. Giờ này mà cho tiểu thư nhà em ra ngoài thì cũng mà trúng gió chứ tập thể dục cái gì. Chính vì tôi lo cho cái thân thể ốm yếu của tiểu thư nhà cô á, nên tôi mới gọi cô đi ấy chứ. Bây giờ cô có đi không? Nếu mà cô không muốn đi á thì thôi, để tôi tự đi một mình xem nó sẽ như thế nào. Thôi, em xin chị. Chị tha cho thân thể tiểu thư nhà em đi được không ạ? Thế bây giờ tóm lại á, là cô có tự xuống bằng chân không? Ôi, chị xuống trước đi. Em ngủ 5 phút nữa xong em xuống nhá. Dậy đi. Dậy tập thể dục buổi sáng đi. Đêm hôm anh gọi tôi cái gì đấy? Đêm hôm gì mà đêm hôm? Bây giờ là 4 giờ sáng rồi nhá. Bình thường giờ này ấy là chị Quỳnh chỉ sẽ dậy tập thể dục. Dậy đi. Hôm đầu tiên tôi gọi cô dậy tập cho nó quen. Tập thể dục cái gì? Tôi mệt lắm. Này, cô mà không tập thể dục ấy, cô cứ nằm ngủ trương thây ra như này ấy, nó còn mệt hơn đấy tiểu thư ạ. À, cô nhớ giao kèo hôm qua không hả? Phải luyện tập này, học võ này, vân vân và mây mây, làm sao để giống chị Quỳnh nhất có thể đấy. Không nói nhiều, dậy tập thể dục nhanh. Tôi xin anh đấy, hôm nay là hôm đầu tôi ở đây, anh cho tôi ngủ thêm một tiếng. Thôi được rồi, vì tôi là một con người rất ga lăng nhá, nên tôi sẽ khuyến mãi thêm cho cô một tiếng nữa. Đấy, nào, cô thấy sự ga năng của ga lăng của tôi chưa? Không sao. Em đã bảo rồi, thể trạng của tiểu thư nhà em thì yếu nhất ra, chị lại còn thích ra gió cơ. Thử uống thuốc.
Đây á là những cái loại thuốc bổ mà bà chủ chuẩn bị cho tiểu thư nhà em, tức là chị đấy. Chị uống đi, không tí nữa ngất vào đấy thì chết. Thôi thôi thôi, không phải uống thuốc đâu. Tại tao đói quá nên hạ đường huyết thôi. Bây giờ nhá, mày cho tao ăn sáng cái là tao khỏe lại ngay. Chị uống đi thì mới được ăn sáng. Thôi, không cần phải nước. Tưởng gì chưa? Thuốc á, uống dễ như ăn kẹo ạ. Tao cho vào mồm, nuốt cái là xong. Tập đi kìa. Cầm tạ thế này thì mà làm sao mà tập được hả? Cầm một tay thôi nhá. Nặng lắm. Nhưng mỗi cái tạ không nhường được, làm ăn được cái gì hả? Mệt lắm. Mệt cái gì, tập đi. Tập. Ôi, làm như tôi này. Làm như tôi này, nhớ chưa? Tập đi. Chán cố thật đấy. Chả làm ăn được cái gì cả. Khổ quá. Tôi có tập cái này bao giờ đâu. Không tập bao giờ thì bây giờ tập. Thôi mệt lắm, tôi không tập nữa đâu. Ai? Đâu đấy? Chưa xong nhá. Đây mới là chỉ tập thể dục thôi. Bây giờ đến tập võ. Làm cho tôi này. Nào, hai chân bằng vai, xuống tấn, đấm, 1, 2, 3. Ui, cái tay như này này, nhớ chưa? Đấm tiếp. Ôi, trông cô chán đời thật sự ấy. Cô phải làm sao ấy, cho giống chị Quỳnh nhất có thể, cô hiểu không? Thôi, tôi xin anh đấy, tôi không đánh đấm võ vẽ gì đâu. Này, cô mà như này làm sao mà quánh nhau bọn con Phương Tẹt được. Cô phải nhớ giao kèo ấy nhá. Chị tôi ở bên kia ấy cũng đang phải làm những gì mà hàng ngày cô làm đấy. Tập đi. Nào, 1, 2, 3. Đấm mạnh lên. 4, 5. Tới giờ luyện thanh rồi đấy. Hả? Luyện thanh á? Vâng ạ, để em đưa tiểu thư đi luyện thanh nhá. A B C D E F G. Thôi. Thôi đủ rồi đấy. Sáng ra mà đã như thế này á thì váng hết cả đầu rồi. K L M N. Ôi. Đã bảo là đủ rồi mà. Mẹ, mẹ chẳng bảo là con phải luyện thanh trong vòng 1 tiếng còn gì, giờ mới được có 5 phút. Bình thường ấy, mẹ muốn con luyện thanh là để cho nó nở phổi. Chứ hôm nay như thế này được rồi. Mà tiểu thư con nhà danh giá ấy, thì phải học làm sao cho âm điệu mềm mại, tiết độ sang trọng. Chứ âm thanh của con như thế này á, thì chỉ có đi bán cá ngoài chợ thôi. Sời, mẹ quá lạc hậu. Tuổi trẻ bây giờ là phải giọng to, giọng lớn để hát nhạc rock, nhạc rap cho nó máu. Con nói cái gì ấy Thảo? Bố mẹ mất bao nhiêu tiền thuê gia sư danh giá về dạy tại nhà cho con là để muốn con trở thành một tiểu thư sang trọng, nói ra lời vàng ý ngọc cho xứng đáng với vợ của thiếu gia sau này. Thế mà con nói cái gì mà như kiểu là bán rau bán cá ngoài chợ thế à? Thùy Anh. Dạ bà chủ. Vâng ạ, tất cả là lỗi của con ạ. Không phải là lỗi của Thùy Anh đâu mẹ. Là tại con đang tập
tập một cái vở kịch gọi là Chị Đại đầu gấu ở trên trường ạ. Cho nên là con hơi nhập tâm quá ấy mà. Có thật không? Thật ạ. Mẹ, giờ con vẫn là con gái cưng của mẹ này. Thôi được rồi, cứ thế nhá. Hai đứa chuẩn bị đến trường đi. Vâng ạ. Dạ. Ôi trời ơi, chị gái ơi. Em lạy chị đây. Chị đã diễn rồi thì chị diễn cho tử tế giúp em với. Chị mà cứ diễn như thế nhá, rồi đến một ngày bà chủ phát hiện ra thì cả nhà em chỉ có nước vác bị ra ngoài ăn xin thôi chị ạ. Mày không phải lo, tao là chúa tể diễn xuất, bà hoàng điện ảnh rồi, mày lo cái gì? Chị đã cam kết trong hợp đồng rồi đấy nhá. Nếu như mà có bất kỳ chuyện gì xảy ra ấy, thì cái danh tiếng chị đại của chị cũng bị tiểu thư nhà em cho tan thành mây khói luôn. Thủy Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu ấy? Tao đau bụng quá. Ở đằng kia à? Sao đấy chị? Úi dồi ôi, mình mới ăn có một tí thôi mà sao đau bụng thế nhở? Em đã bảo chị rồi, cơ thể tiểu thư nhà em á không thích hợp với cái việc ăn nhiều vào buổi sáng đâu. Mệt quá. Ai? Tôi chuẩn bị cho cô đấy. Cơm rang trứng. Ăn đi. Này, mẹ kế tôi bảo ăn cơm rang cứng lắm, hỏng dạ dày đấy. Mẹ kế cô thì biết cái gì, chẳng có sao cả nhá. Cơm rang này ấy, nhai kỹ, no lâu. Đấy, ăn đi. Mình dặn lên. Ngon không? Bình thường ở nhà ấy, tôi chỉ ăn sáng với bi cá và súp bào ngư thôi. Chứ không ăn cơm rang đâu. Nhưng mà cơm rang cũng ngon đấy chứ. Chuyện món ăn gia truyền nhà tôi đấy. Mà này, khi nào mà trở về với cái thân xác kia ấy, thì nhớ mời bọn này ăn cái món bào ngư với bi cá nhé. Yên tâm, tôi sẽ mời anh cả tháng luôn. Ý, được, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. No chưa? No. Tốt. Rồi. Thể dục xong rồi này, võ vẽ cũng xong, cơm thì vừa quánh chén rồi. Giờ chúng ta sẽ chuyển bài mới nhá. Võ mồm. Võ mồm là cái gì? Là chỉ bậy ấy. Để cho giống chị Quỳnh nhất có thể, cô phải có một vốn từ nhất định, để khi gặp đối thủ trước mặt, cô sẽ văng tục để chống trả đối thủ bất cứ lúc nào. Có cần thiết phải vậy không? Cần. Rất cần nhá. Cô mà không nói giống ấy, thì người ta sẽ nghi ngay. Mà đại ca học đường mà không biết chửi bậy thì đời nó không nẻ. Đó. Cho nên, hôm nay tôi sẽ đào tạo cô một cái lớp gọi là chửi bậy cấp tốc. Yêu cầu nghe, đọc lại to sõng dạc nhá. Nghe này. Mé. Đấy. Méo. Cái lùm bía. Vai nổ. Tiếng nước nào đấy? Tôi không nói được đâu. Không nói gì? À thế không nói à? Ừ thế thôi vậy, không nói thôi. Thế thôi, khỏi phải nói, phải học hành gì cả nhá. Thế tôi bảo chị Quỳnh là hủy luôn cái giao kèo đi. Xong rồi chuyện gia đình nhà cô tự giải quyết. Thôi đừng. Tôi nói là được chứ gì? Được. Nói to. Rõng rạc. Nhá. Action. Mẹ dừng. Cô chửi tiếng Anh đi.
phải nói to lên, rõng rạc lên nhá. Lại mèo mèo. Ôi thôi thôi, chửi to nữa lên nhá. Cái lồng mía. Được đấy, như thế đấy, tốt, rất có tố chất nhá. Tiếp nào, vắng đi, vắng. Này, cô chỉ được phép nói khi mà có hiệu lệnh của tôi thôi, nhớ chưa? Tôi biết rồi. Nghe nghe. Uầy, béo. Em giờ chị Quỳnh anh hiểu ạ. Ừ. Em có món quà biếu anh chị ạ. Tốt. Quà đâu? Nhanh lên. Đưa đây. Anh hiểu. Ừ. Chị Quỳnh, em có chai nước biếu anh chị uống cho ngọt giọng ạ. À thế à? Mình xin nhá. Ô thế nhưng mà không biết đếm à? Biết đếm không? Lần sau đừng phải nhắc nữa. Được chưa? Tui. Em xin phép anh chị ạ. À. Ơ, cái gì đây? Cái gì? Thì nay rằm đến ngày cúng thôi. Ngày cúng? Ngày... Thế nhưng mà sao anh phải làm thế? Đừng có hỏi nhiều. Việc của cô đứng đây ấy, là chỉ để cho đẹp đội hình thôi. Nhớ chưa? Chị nhớ chưa? Chị làm cái gì thì cũng phải nhìn em cái đã. Chị cứ manh động là lộ hết đấy. Khổ quá, biết rồi. Mày nói ít thôi. Chị biết rồi mà sáng nay chị vẫn còn cát bà chủ ấy thôi. Tại cái mồm nó cướp cỏ chưa, có phải tại tao đâu. Tiểu thư nhà tôi kìa. Tiểu thư, Tiểu thư. Huy Anh. Chị có ổn không chị? Tối qua chị có ngủ được không ạ? Với cả chị được ăn no không ạ? Chị ăn được, ngủ ngon. Thế nhưng mà con em, chị ta có đánh em không? Không sao ạ, em ổn mà. Này, làm như tao du côn lắm không bằng ạ. Tao đấm như cái gãy răng bây giờ. Chị Quỳnh, bên đấy chị ổn không? Nếu chị, em bất an quá. Tao cũng nhớ mày. Chứ ở bên kia, cảnh vẻ giả tạo, tao dị ứng lắm. Cứ thô mà thật như tao mày ạ, khéo lại hay đấy. Mà này, xử lý gọn cái chỗ con bánh bèo này đi, không có rách việc của tao đấy. Vâng, chị cứ yên tâm. Bài này bạn nào làm được? Ôi, sáng nay tôi ra đường không để ý, có khi mặt trời mọc đằng tây cũng nên. Quỳnh, em làm được bài, em lên bảng đi. Dạ. Này, tôi bảo cô thế nào? À, ai cho cô học chăm như thế? Em méo làm lu mía thầy. Cô nói cái gì đấy? Anh bảo tôi chửi bậy mà. Tôi bảo cô chửi bậy, tôi có bảo cô chửi thầy đâu. Mình chỉ bắt đặt cái bọn học sinh thôi, chửi thầy giáo là bị đuổi học đấy. Quỳnh, em càng ngày càng quá đáng rồi. 10 năm nay tôi đi dạy, tôi chưa gặp em học sinh nào ngang bướng như em. Lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Thầy ơi, em xin lỗi ạ. Em không cố ý đâu thầy. Không nói nhiều, lên văn phòng. Thảo, đứng lên trả lời câu hỏi này giúp cô. Đáp án của bài này là gì? Sao vậy? Cô đùa em à? Bài này khó lắm, em không biết làm đâu. Thảo, hôm nay bị làm sao thế? Lại ốm hay mệt ở đâu à? Bạn Thảo đang bị ốm cô ạ. Đúng rồi, em ốm. Để em đưa bạn xuống phòng y tế nhá cô nhá. Ừ, hay em cứ đi đi. Có chuyện gì thì gọi người nhà đến đón về nhá. Em mà có mệnh hệ gì là chúng tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Dạ vâng ạ. Em đã nói
khó chị bao nhiêu lần rồi. Chị làm cái gì thì chị cũng phải nhìn mặt em trước đã chứ. Ở trong lớp ạ, thì chị phải thực hiện 3 không. Không nói, không biết, không thấy. Thế nào mà chị cứ nói năng linh tinh thế nhở? Khổ quá. Là tao ạ, chưa thích nghi kịp. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Bụp một phát á, tao đang làm ạ, chị đại trùm trường. Mày cho tao gia nhập cái hội gọi là hội mù cơm điếc á, làm sao mà tao thích nghi kịp. Chị ạ, chỉ được có cái là nhanh thôi. Em nói cho chị biết nhá, chị mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tiểu thư nhà em á, em tống chị vào hệ tâm thần đấy. Tao biết rồi, khổ quá nói mãi. Chị ơi, thiếu gia Tuấn kìa. Chết rồi, anh ấy đến hỏi tôi chị em mình hay sao á. Tất cả là tại chị đấy. Mày không phải lo, mày sợ cái gì. Nó mà láo nháo nhá, tao đấm phát chết luôn. Chị không nhớ ra kèo gì à? Tao quên. Chị quên. Từ giờ nhá, tao sẽ niệm chú câu công dung ngôn hạnh, dâu hiền vợ thảo, ok? Chào hai cô. Xin chào thiếu gia Tuấn ạ. Không biết hôm nay thiếu gia có công chuyện gì mà ghé lại nơi đây ạ? Mẹ kế của Thảo nhờ tôi đến đón Thảo, vợ sắp cưới của tôi đi chơi. Nghe nói chiều nay Thảo rảnh đúng không? Tôi đã bảo với cô rồi, cô làm gì cô cũng phải nhìn tôi ra hiệu chứ. Thì tôi nhìn anh mà. Tôi không hiểu là cô thông minh thật hay cô giả vờ nữa. Cô phải biết đấy, khi nào nên chửi bậy, khi nào không. Tại lúc đấy tôi dối quá nên xuất khẩu thành chửi. Mà anh chả bảo là tôi phải tập chửi thành thói quen để văng càng nhanh càng tốt mà. Tôi lạy cô luôn đấy. Họ đi đâu được nhỉ? Làm sao mà tôi biết được. Tôi chỉ lo chị Quỳnh thôi. Mấy cái thằng thiếu gia công tử nhà giàu ấy, thấy gái xinh hay dở trò đối bại lắm. Mà chị Quỳnh chị lẽ đang nằm trong cái tân sắc yêu ớt của cô nữa. Sao đây? Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Hai cậu đi đâu đấy? Lại đi trốn à? Đừng tưởng bọn này quên. Đưa tiền đây rồi đi đâu thì đi. Tiền chứ gì? Bọn này đâu có quên. Đây là bọn tao đang trên đường về để lấy tiền mang cho chúng mày. Mày đang định lừa với con Phương đấy à? Một ấy là trả tiền đi. Còn hai, tao sẽ up clip này lên trên mạng xã hội, được không? Này, mày có vấn đề về nghe hiểu à? Hả? À? Tao nói lại, tao đang trên đường về lấy tiền mang cho chúng mày. Trong chiều nay thôi, tao sẽ có tiền cho chúng mày, được chưa? Không được. Ngay bây giờ. Đừng có lằng nhằng với tao. Nếu không á, tao rạch mặt chúng mày ra. Bố mẹ chúng mày cũng không nhận ra chúng mày đâu. Được. Muốn tung gì thì tung đi. Tao cho mày lên công an. Ai da. Mạnh mồm nhờ. Hôm qua còn đang van xin tao tha mà. Hôm nay cứng thế. Đi kiện tao á? Hộ bố mày cái. Theo các thông tin mà bạn cung cấp, người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Đặc trưng cơ bản của tội này là người phạm tội có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản bằng những thủ đoạn đe dọa hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội. 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt từ 1 đến 5 năm tù. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ bị phạt từ 3 đến 5 năm tù. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. Riêng cái tội sỉ nhục và tống tiền người khác thì chắc chắn không dưới 10 năm tù đâu. Bây giờ tao có việc bận phải đi. Chúng mày cứ chờ đấy. Hôm sau tao sẽ tính sổ với chúng mày. Này, công nhận học giỏi có lợi thật đấy. Thoát được một trận đánh nhau. Được.
chuyện hôm trước. Cô cho tôi xin lỗi cô nhá, vì đã có những lời nói xúc phạm đến cô khiến cô phải nổi giận. Thực ra thì tôi không hề thích một cuộc hôn nhân sắp đặt, nên là tôi mới cư xử như vậy để cho cô ghét tôi, cũng như là để qua mặt vệ sĩ của bố tôi. Nhưng thật không ngờ cô lại chính là mẫu người mà tôi thích, vừa mạnh mẽ vừa cá tính. Từ trước tới giờ chưa một cô gái nào dám từ chối tôi cả, thậm chí là đánh vào mặt tôi giống như cô. Nhưng mà cô thì từ sau cú đánh đó tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Này, hay là hôm trước do tôi ra tay mạnh quá, tôi đánh anh ta mạnh quá nên não của anh ta có vấn đề về thần kinh nhỉ? Không biết. Chị ơi, hay là như kiểu là giống biến thái ở bên Nhật đó nhỉ? Để đền bù cho ngày hôm trước đã xúc phạm cô, ngày hôm nay tôi xin phép được đưa cô đi chơi, đi mua sắm, đi đâu tùy thích. Cô đồng ý chứ? Thôi, dù gì ạ, hắn cũng bị sao, âu cũng là có lợi cho mình. Hắn có lòng thì mình có dạ, đi thôi. Nhưng cái gì? Thế cô không muốn anh ta thích tiểu thư của cô để cô đặt KPI với bà chủ à? Đi. Ôi nhờ. Cũng đúng, đi thôi. Tôi đồng ý. Vậy nơi tôi muốn đến là... Có thế á mà cô đã kêu rồi. Đây, nước của hai cô đây, uống đi. Cảm ơn anh. Em cảm ơn thiếu gia. Thảo này có vui không? Tất nhiên là tôi vui chứ, tôi thích nơi này mà. Tôi không nghĩ là cô lại thích mấy cái trò này cơ đấy. Thường thường tiểu thư như các cô thì phải đến trung tâm thương mại mua sắm đồ hàng hiệu chứ nhở? Không, tôi thích nơi này bởi vì từ nhỏ bà ngoại tôi á thường dẫn tôi tới đây chơi đấy. Ra là vậy. Chắc là mẹ cô mất sớm, bố thì mải mê phát triển thị trường ở nước ngoài, nên là không ai đưa cô đi chơi đúng không? Anh viết tiểu thuyết đấy à? Bố mẹ tôi á vẫn còn sống khỏe dê ở Việt Nam kia kìa. Căn bản là nhà nghèo, không có tiền, đi trốn nợ suốt. Thời gian đâu á mà đưa tôi đi chơi. Tiểu thư nhà em hôm nay á bị đau họng nên là phát ra mấy cái âm thanh lạ quá. Tiểu thư không được uống nước lạnh nữa nhá. Thảo uống đấy à? À, sức khỏe của tiểu thư nhà em thì nó cứ lên xuống thế mà. Đây đúng là bệnh nghị lương cao mà, thích quá. Anh có thấy mấy vụ hôn nhân kiểu sắp đặt đấy rất là lạ hậu không? Ngày xưa tôi chỉ nghĩ mấy cái vụ này coi trên phim thôi. Thật buồn cười. Tôi á còn chưa học xong cấp 3 nữa là nhỡ đâu sau này ra đời á tôi gặp được một người nào tốt hơn thì sao? Ui dồi ôi, lúc đấy á lại mất công chia tay, chia tài sản giống như kiểu là ở trên báo đấy. Cô xem phim và đọc báo lá cải nhiều quá rồi. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại thôi. Hiện tại của tôi là em. Ui dồi ôi, khiếp. Anh làm tôi á sởn hết cả gai ốc rồi này. Chắc là anh cũng xem phim ngôn tình Hàn Quốc nhiều đúng không? Em cố gắng cũng vô ích thôi. Em càng từ chối, tôi càng thích em. Thôi. Con chó này, tao bảo mày làm sao? Tao gọi lẩu thái không cay, hiểu không? Mày cho cái gì ra đây? Thế cái này con tao nó ăn vào nó bỏng lưỡi thì sao? Tôi xin lỗi ạ, mong anh bỏ qua ạ. Này ông kia, ông làm cái gì đấy? À, cái con danh con này, mày ở đâu xuất hiện ra đây đấy hả? Việc của mày à? Tôi mà phải ngán ông à? Hôm nay nhá, tôi sẽ dạy cho ông một bài học. Tên khốn kiếp này. Tôi đi mà, tiểu thư đi mà. Hôm nay tôi phải dạy cho ông này một bài học. Ác bức người quá đáng. Ông nhớ mặt tôi đấy. Con danh con này nó là ai đây? Cút vào tay nước dùng cho tao. Dạ vâng ạ.
Ui, ăn khoai đi. Cảm ơn anh. Thơm đấy. Cô cứ làm như là cô chưa được ăn khoai bao giờ ấy. Thật mà, cô chưa bao giờ được ăn khoai cả, mà chỉ được nhìn thấy bên ngoài thôi. Tôi còn muốn được ăn nhiều thứ khác nữa, kể cả những món vỉa hè. Nhưng mà bố với mẹ kế của tôi không cho. Nhiều người nghĩ là tôi sống cuộc sống sung sướng vì có gia đình bao bọc. Nhưng ít ai hiểu rằng tôi cũng chỉ muốn sống cuộc sống như người bình thường, được sống thoải mái, giống như anh với chị Quỳnh ấy. Sống cuộc sống như bọn tôi á? Nghèo khổ như bọn tôi ấy, thì sung sướng cái nỗi gì? Còn chị Quỳnh, bố mẹ chị ấy phải trốn nợ, rồi vào Nam làm ăn kiếm tiền trả nợ. Vậy nên có tháng thì gửi được tiền về cho bà ngoại nuôi chị ấy, có tháng thì không. Chị Quỳnh được nuôi ăn học đến giờ này phải nói là một kỳ tích rồi đấy. Từ nhỏ chị Quỳnh hay bị bạn bè bắt nạt, rồi chửi mắng rằng đồ con nhà nghèo, đồ con nhà trốn nợ. Nên dần dần chị ấy hay đánh đấm, rồi chấn lột đồ như bây giờ. Nhưng mà cũng chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Còn thực chất chị Quỳnh là một người rất tốt, rất có chí khí. Thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà cũng chính chị ấy là người hay đứng ra bênh vực cho tôi. Mỗi khi mà tôi bị đám học sinh cùng trường bắt nạt chỉ vì bố tôi đã từng đi tù. Nói chung ấy, cô không sống cuộc sống nghèo khổ của bọn tôi thì cô không hiểu đâu. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Chúng ta luôn ước được sống như người khác đang sống. À thôi, cô ăn khoai đi. Rồi để khi nào rảnh, tôi sẽ đưa cô đi ăn những món ăn vỉa hè. Đó, như là ốc luộc này, rồi là xiết bẩn này. Nói chung là nhiều lắm. Cảm ơn anh. Cô cứ nói cảm ơn mãi như thế, tôi thấy không quen. Vậy tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà tôi đã chót thích cô mất rồi. Không phải. Ý của tôi ở đây là tôi ý của tôi ở đây là tôi đã chót thích nghe cô nói cảm ơn kiểu vậy. Mà Thảo này, nếu một ngày nào đó cô trở về với cái thân xác ấy, trở về địa vị ấy, liệu cô có còn cùng tôi đi ăn những món ăn như thế này được không? Có chứ. Tôi chỉ sợ khi tôi trở về với thân xác yếu ớt kia, anh lại chán ghét tôi thôi. Không, tôi thích con người thật của Thảo. Bây giờ
hay sau này thì chăng nữa. Tôi chỉ thích một mình Thảo thôi. Thảo có tin tôi không? Chị ơi, chị bỏ ngay cái tính chị đại của chị đi nhá. Hôm nay á, một xíu nữa là chị gây gổ đánh nhau là hỏng hết cả bánh kẹo đấy. Cô yên tâm đi, tên Tuấn đấy á, hiền lắm, không sao đâu. Ừ, chị đừng có bao giờ khinh thường mấy người nhà giàu nha. Không phải tự nhiên mà họ giàu được đâu. Anh Tuấn nhá, chỉ cần nói với bà chủ là cái cuộc hôn nhân này hỏng bét luôn. Lại còn liên quan cả đến ông chủ bên nước ngoài của em nữa. Đến cái nước đấy nhá, cả nhà em chỉ có nước ra đây mà ở thôi đấy. Cô yên tâm đi, có gì ạ, tôi cho cô ở nhờ. Nhà tôi ạ, nhiều chỗ lắm. Thôi, em xin chị, tiểu thư nhà em đã khổ lắm rồi đấy. Nếu như mà cái chuyện này nhá, mà bà chủ nhà em biết nhá, thì chị cũng chết đấy. Cái gì? Tôi mà phải sợ cái bà mẹ kế đấy á? Còn lâu đi nhá, tôi ạ, tôi đấm cho luôn đấy. Vâng, chị thì to rồi, làm gì có ai dám đụng vào chị đâu. Nhưng mà sau này á, khi tất cả trở về bình thường, chị trở về cái thân xác chị đại của chị, còn tiểu thư trở về với cơ thể này, thì chị ấy ăn đủ luôn đấy. Chị không biết đâu, năm 8 tuổi mẹ chị ấy đã mất rồi, lại thêm cơ thể bẩm sinh yếu ớt nữa. Mà đỉnh điểm là từ khi bà mẹ kế chuyển về ngôi nhà này sống này, bà mẹ kế lúc nào cũng tìm cách hãm hại chị đấy cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị không biết là bà đấy độc ác như thế nào đâu. Chị nhìn tiểu thư nhà em hào nhoáng thế thôi, chứ chị ấy bị tự kỷ đấy. Không có một đêm nào chị ấy ngủ ngon chị ạ. Ăn cũng thế, cơ thể lại còn bao nhiêu bệnh tật hành hạ nữa. Mọi người nhìn vào cứ nghĩ chị ấy có cuộc sống xa hoa lộng lẫy, nhưng mà ai biết được chị ấy khổ như thế đâu. Cái cuộc hôn nhân này này là cách duy nhất để chị ấy thoát được ra khỏi ngôi nhà này. Bây giờ anh Tuấn anh thích chị rồi, thì coi như là chị giúp thì chị giúp cho chót. Chị đừng có làm cái gì mà gây rối thêm nữa nhá. Tôi không ngờ tiểu thư nhà cô cũng khổ như vậy à. Nếu mà sống một cuộc sống như vậy thì thà không cha không mẹ còn hơn. Vâng, coi như là chị giúp chị ấy, chị giúp cả em. Thôi, bây giờ đến giờ uống thuốc rồi. Chị uống thuốc đi. Lại thuốc à? Tôi chán ngấy thuốc rồi. Thật ra nhiều lúc cô đưa thuốc cho tôi á, tôi không uống đâu. Mấy lần cô đưa cho tôi toàn dí vào mồm, xong thì tôi nhổ ra thôi. Thế là bao nhiêu lâu nay chị không uống thuốc á? Mà tôi nói thật nhá, cô thấy đấy, từ ngày tôi không uống thuốc, người tôi á thậm chí còn khỏe hơn, tập thể dục đầy đủ, ăn uống no nê. Tôi cảm thấy người tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều. Lạ nhở? Thế là thuốc này thì chữa bệnh gì? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã từng xem một bộ phim Bà mẹ kế hạ độc con chồng bằng cách cho uống thuốc mỗi ngày đấy. Tôi chết rồi. Thế thì bọn mình phải đi điều tra xem thuốc này là thuốc gì thôi. Chứ không nhớ đâu, bà chủ nhà này cũng xem được cái bộ phim như chị vừa nói thì chết đấy. Em đã hỏi kỹ dược sĩ rồi. Dược sĩ bảo đây là thuốc chống ung thư đấy ạ. Mà tiểu thư có bị ung thư đâu. Người bình thường mà uống thuốc này vào á thì sẽ dẫn đến mất ngủ, cơ thể không tỉnh táo, lâu dần thì ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng ạ. Tiểu thư chỉ cần uống thêm một thời gian nữa thôi là lục phủ ngũ tạng của tiểu thư sẽ bị phá hủy, dẫn đến tử vong đấy ạ. Có thật không? Thật 100% ạ. Mẹ kế của cô đúng là thâm độc thật đấy. Cô ạ, phải nói chuyện với bố cô ngay đi. Bà chủ không đơn giản như thế đâu. Bọn mình phải chuẩn bị thật kỹ càng. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là chết cả nút đấy. Cũng đúng nhỉ. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Tôi có thể giúp đỡ mọi người.
anh theo dõi bọn tôi đấy à? Từ lâu tôi đã nghi ngờ cô không phải là Nguyễn Phương Thảo, con gái của chủ tịch tập đoàn PG, nên tôi đã điều tra rõ hơn. Không ngờ lại phát hiện ra một sự thật động trời như vậy. Cô là Đỗ Thúy Quỳnh, 18 tuổi, bố mẹ ly tán, sống với bà ngoại ở xóm chùa. Chỉ một vài dữ kiện nhỏ, cô lỡ lời nói cho tôi, nên tôi đã cho điều tra ngay. Sao? Mọi người thấy tôi giỏi không? Đủ khả năng để giúp đỡ mọi người chưa? Này, anh mà để lộ chuyện này ra, là bọn tôi không tha cho anh đâu. Đừng lo, tôi sẽ giúp mọi người giữ bí mật này và giúp đỡ mọi người xử lý mẹ kế của Thảo. Vấn đề là bây giờ mọi người hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Em đang đến gặp chủ tịch tập đoàn ABA rồi đây. Anh yên tâm, chỉ cần em tống cổ được con gái hắn ta đi lấy chồng thì chúng mình sẽ được đoàn tụ với nhau. Ông già này không thể có con được nữa đâu. Cuối cùng mọi tài sản trong ngôi nhà này sẽ thuộc về em. Được rồi, anh yên tâm chờ ngày thắng lợi của em nhá. Yêu anh. Mình, sao mình bảo là mình đang ở Pháp không về được cơ mà. Mình á, mình về mà mình chẳng báo em gì cả, để em còn chuẩn bị chứ. Ở Pháp á, tôi mà giao phó toàn bộ công việc cho cô ấy thì tôi mất con gái tôi không biết đấy. Kiểu, mình nói cái gì á, em chẳng hiểu gì cả. Sao? Cô không hiểu thật à? À, tôi đã bàn bạc với ông đây rồi. Cái việc của cô Thảo với thằng Tuấn ấy, tôi đã quyết định hủy hôn ước để cho hai đứa nó tự yêu đương, tự tìm hiểu. Còn cái việc ký kết hợp đồng giao ước giữa hai tập đoàn ấy, chúng tôi sẽ ký riêng. Hóa ra cái việc mối lái này là do chính cô dựng lên đúng không? Mình cô ngồi xuống đi, chờ luật sư của tôi đến rồi sẽ quyết định tôi với cô ly hôn. Cái mình, em đã làm gì có lỗi với mình đâu, sao mình lại đối xử với em như thế? Bà chủ, mọi chuyện đã bại lộ rồi thưa bà chủ. Đây là giấy giám định tất cả những loại thuốc mà bà bắt tiểu thư nhà tôi uống bấy lâu nay. Tài liệu này đã được gửi lên cơ quan chức năng để bắt đầu điều tra và khởi tố bà. Còn trong đây là tất cả bằng chứng ngoại tình của bà, ngay cả cuộc điện thoại lúc nãy cũng đã bị nghe lén và ghi âm lại rồi. Bây giờ cô còn nói gì nữa không? Bà định tẩu thoát à? Công an và luật sư đang chờ bà ngoài kia đấy. Tôi thành thật xin lỗi vì đã để ông chứng kiến những chuyện không hay của gia đình tôi vừa nãy. Thực sự ra thì tôi rất ái ngại. Không sao đâu, ông đừng khách sáo thế. Đây cũng là một dịp để tôi nhìn nhận rõ một con người và xem xét lại cách kinh doanh của mình. Đúng là trong làm ăn, ta phải nhìn nhận vào thực lực của đối tác hơn là dựa vào những cái giao ước hôn nhân để mà ký hợp đồng hợp tác một cách bừa bãi. Vâng, tôi hiểu. Nhưng dù sao PG cũng là một đơn vị tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể ký kết với nhau một số lĩnh vực quan trọng. Vâng, thế thì tốt quá. Tuấn. Dạ. Con lớn rồi, bố giao việc này cho con. Cũng sẽ đến lúc bố phải bàn giao cả công ty cho con rồi đấy. Con cảm ơn bố đã tin tưởng con ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Mong là bố và bác đây sẽ giúp đỡ con thật nhiều ạ. Này,
tôi thấy chúng nó cũng có tình cảm với nhau đấy chứ. Tôi cũng cảm thấy như thế. Hay là hai đứa... Không phải đâu bố ạ. Không phải đâu bác ạ. Này, sao con lại gọi bố là bác? Con cháu, sao lại gọi chú là bố? Này, chúng mày lại có cái điều gì giấu bố phải không? Thôi, ông ơi, chuyện tình cảm để cho đám trẻ nó tự tìm hiểu, nó tự quyết định nhá. Còn bây giờ chúng ta nâng cốc để chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Thôi thế ta triển khai. Vâng ạ. Bắt đầu mời các cháu. Bố, con gái của bố đây. Ui, được không ạ? Này, liệu có thành công không đây? Em chưa thấy trở về thân xác của nhau mà đã thấy sức đầu mẻ chán rồi đấy nhá. Liệu thì nữa có sẽ đánh thật không? Phủi phui cái mồm cô đi nhá. Tôi đã xem thiên văn rồi, hiểu không? Chỉ tầm tầm 1 phút nữa thôi. Dìm gì 1 phút nữa là sẽ có xét. Dù là cái gì đi chăng nữa thì cũng phải thử thôi. Được rồi, bây giờ cả hai đứng dậy đi. Tập trung cao độ nhá. Đếm từ 3, 2, 1 bắt đầu ước. Ước xong lao luôn, nhớ chưa? Nào, đếm này. 3, 2, 1, ước. Ước thì tôi trở lại với chính mình. Lao. Chị Quỳnh nghe. Tao đây. Tôi đang ở đây. Chẳng phải cô nói ở đây có rất nhiều kỷ niệm của cô còn gì. Cô đừng buồn. Tôi tin là một ngày nào đó cô sẽ quay trở về thân xác của cô thôi. Hay là thế này đi, tôi sẽ cho cô vay một khoản tiền đủ để gia đình cô trả nợ và quay trở về nhà sống một cuộc sống như trước kia. Cô thấy sao? Cái gì? Anh nói thật chứ? Tất nhiên rồi, Tuấn công tử đây không bao giờ nói hai lời. Nhưng mà thôi bỏ đi, tôi nghĩ rồi, món nợ ấy không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mà mất đi. Nó chỉ chuyển từ chủ nợ này sang chủ nợ khác mà thôi. Tôi nợ anh nhiều như vậy, sau này ạ cũng không có đủ khả năng để trả cho anh đâu. Hay là thế này đi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô có thể đến công ty gia đình tôi làm. Tiền nợ sẽ trừ vào lương hàng tháng, được chứ? Thật không? Tất nhiên rồi. Ừ, thế nhưng mà tôi nghĩ rồi, lương tôi sau này chắc cũng 3 cọc 3 đồng. Biết bao giờ mới trả được hết nợ cho gia đình của anh. Vậy thì tôi sẽ chỉ cho cô một cách vừa nhanh chóng lại vừa dễ dàng hơn. Cách gì đấy? Anh nói luôn đi, tôi là người thích nhanh chóng và gọn gàng đấy. Cô làm vợ tôi nhá. Cái gì? Anh bị điên à? Thế có khác nào tôi bán thân đâu. Mà này, tôi nói cho anh biết nhá, giá trị của tôi còn cao hơn cả số tiền đấy cơ. Cho nên là anh có bán cả gia tài đi cũng không mua nổi đâu. Thế cơ á? Kinh nhờ. Kìa, con khỉ biết bay kìa. Đâu? Kìa. Chị ạ, sao đang trong giờ học, chị của em ra đây làm gì ạ? Tao có chuyện muốn nói với mày. Hiếu này, sau này tao sẽ quyết tâm học hành chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ. Cho nên là cái chức trùm trường tao nhường lại cho mày.
Mày cố gắng, phải thật sự cố gắng, đừng để thua bọn con Phương Tệt nhá. Chị ơi, em cũng đang định nói với chị là từ giờ ấy, em sẽ từ bỏ cuộc đời lưu lồng để phấn đấu học hành vì tương lai tươi sáng và để xứng đáng với niềm tin mà Thảo dành cho em chị ạ. Thật không? Chị buồn cười thật đấy. Em là con trai, em nói được làm được ạ. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhá. Dạ. Hai người rửa tay gác kiếm không thèm rủ bọn này à? Sao hai người... Bọn em biết hết chuyện của chị rồi. Bọn em cũng mong muốn chị sẽ trở về với thân xác trước kia. Thế nhưng mà chị yên tâm, dù chị là ai hay là người như thế nào, mang trong mình bất cứ hình hài gì, thì chị vẫn là chị Quỳnh của bọn em. Đúng, bọn em quyết theo anh chị, từ bỏ hai chữ danh xưng anh hai chị đại, quyết tâm học tập để trở thành người tốt ạ. Đúng vậy. Em với thằng Tài sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Sau khi ra trường nhá, bọn em sẽ xin vào gãy TV cho ông anh của em để làm việc. Hai thằng mày cũng xem gãy TV à? Tao cũng hay xem lắm đấy. Này, thế sau này định vào đấy làm diễn viên hay làm cái gì? Ừ thì có duyên thì bọn em làm diễn viên, không thì làm kỹ thuật hoặc một số công việc khác ở gãy TV. Phấn khởi quá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Thảo. Em cảm ơn mọi người vì đã tổ chức sinh nhật cho em. Thật sự là từ trước tới nay chưa bao giờ em được những người bạn tổ chức sinh nhật cho mình như thế này. Thôi được rồi, bây giờ Thảo ước đi, rồi chúng mình cùng cắt bánh nhá. Trước khi ước, mọi người cho em được nói một điều. Như mọi người cũng biết, mặc dù hôm nay là sinh nhật em, nhưng trên thân xác của chị Quỳnh. Vậy cho nên chị Quỳnh hãy cùng ước với em nhé. Ước gì? Ước gì chúng ta được trở lại làm chính mình như xưa. Tao tỉnh lại đi Thảo. Thảo ơi. Thảo ơi. Thảo. Sao Thảo lại? Thằng kia, ai cho mày ôm tao? Chị Quỳnh. Thảo. Thảo. Trở lại rồi.